Chào tất cả các thầy cô. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô cách dạy bài chấm cám theo phương pháp sử dụng trò chơi. Ý tưởng của tôi được thể hiện như sau. Bài chấm cám đa số học sinh đã từng biết. Do vậy chúng ta có thể tận dụng những hiểu biết của các em để cho các em xem thêm phim. Từ đấy thì các em sẽ chơi những trò chơi liên quan đến trả lời câu hỏi. Và đồng thời để tạo không khí vui nhộn ở trong lớp học thì tôi sẽ căn cứ vào một cái dịp lễ nào đấy để biến trò chơi thành một cái buổi liên hoan, hoặc nếu mà không có một dịp lễ thì chúng ta vẫn có thể là có những phần thưởng hay quà tặng cho các em nếu các em trả lời tốt. Cụ thể ở đây tôi sẽ thiết kế theo hướng là biến thành một buổi liên hoan. Chúng ta vẫn sẽ đi theo trình tự bài, nhưng chúng ta sẽ lướt một số phần và nhấn một số những phần mà có thể đặt câu hỏi cho các em. Cụ thể tiến trình như sau. Ở đây, trước khi bước vào bài học, chúng ta sẽ hướng dẫn cho học sinh thể thức chơi trò chơi này. Đó là một trò chơi mà tôi sẽ để những phần quà vào trong cái hộp. Hoặc là nếu mà không có hộp ý, thì có thể là viết tên phần quà ấy nhét vào trong một cái phong bì. Sau đấy thì món quà này sẽ được truyền lần lượt qua các tổ. Đầu tiên thì lấy tinh thần xung phong. Sau đấy thì học sinh có thể tự truyền cho bạn nào mà học sinh muốn truyền. Khi truyền tới bạn thuộc tổ nào thì bạn ấy sẽ trả lời câu hỏi trong bài học. Trả lời được thì mới nhận được quà, còn nếu trả lời không được thì phần quà sẽ lại thuộc về một bạn khác ở trong lớp giơ tay xung phong trả lời. Từ đấy chúng ta sẽ bước vào phần tiểu dẫn. Ở phần tiểu dẫn này, ta sẽ cho học sinh khái quát hai nét chính. Thứ nhất là phân loại truyện cổ tích Việt Nam. Truyện cổ tích Việt Nam gồm 3 thể loại: cổ tích loài vật, cổ tích thần kỳ và sinh hoạt. Từ đấy chúng ta sẽ đi vào cổ tích thần kỳ, chỉ ra các đặc trưng. Đầu tiên, nó phải có yếu tố thần kỳ. Thứ hai, nó thể hiện ước mơ về hạnh phúc, gia đình, lẽ công bằng, phẩm chất, năng lực của con người. Từ đấy chúng ta sẽ bước vào trò chơi với việc đưa ra ảnh một số những chuyện cổ tích thần kỳ mà học sinh đã được học, được biết. Từ đấy học sinh phải chỉ ra tên hoặc là phải tóm tắt được nội dung của chuyện cổ tích này. Đấy, ngay trong lúc mà chúng ta chiếu ảnh lên thì chúng ta sẽ truyền cho học sinh nào giơ tay đầu tiên tấm phong bì hoặc là món quà tặng. Học sinh sau khi chỉ ra được đúng tên của tác phẩm này thì em sẽ có quyền được hưởng món quà đó. Cụ thể ở trên màn hình chúng ta thấy đây là ảnh của truyện cổ tích Cây Khế. Tiếp theo, đây là truyện Cây Tre Trăm Đốt. Thứ ba, truyện Cây Bút Thần. Thứ tư, truyện Thạch Xanh. Từ đấy chúng ta sẽ đi vào phần hai la mã văn bản tìm hiểu truyện tấm cám. Truyện tấm cám được chia theo rất nhiều hướng, nhưng ở đây còn giáo viên lên hướng dẫn học sinh đi theo đúng trình tự của tác phẩm. Đó là phần 1, những sự kiện khi Tấm còn ở nhà với mẹ con cám. Phần thứ 2, Tấm từ khi vào cung vua. Đầu tiên tìm hiểu phần 1, Tấm khi còn ở nhà với mẹ con cám. Ta sẽ cho học sinh xem một bộ phim liên quan tới phần cổ tích tấm cám này. Việc tìm các bộ phim rất là dễ, thầy cô có thể lên mạng tự tìm. Đây là ví dụ về một bộ phim mà thầy cô có thể trình chiếu cho học sinh xem. Nói thầy cô về là có sự cố ở đây. Đấy. Sau khi mà xem xong bộ phim thì giáo viên sẽ tóm tắt lại nội dung chính của phần trích đoạn đó. Cụ thể, phần 1 nói rõ lên mâu thuẫn giữa Tấm và mẹ con cám. Mâu thuẫn đây thể hiện được việc cám cướp đoạt công sức của Tấm. Sau đó mẹ con cám còn giết chết người bạn duy nhất của Tấm là cá bống và rồi không cho Tấm đi dự hội. Từ đấy chúng ta đặt ra câu hỏi, đây là mâu thuẫn gì? A. Mẹ chồng nàng dâu. B. Chị gái với em gái. C. Dì ghẻ con chồng. Chắc chắn đáp án sẽ là dì ghẻ con chồng. Từ đó chúng ta kết luận đây là mâu thuẫn giữa dì ghẻ con chồng. Mẹ con cám thì tìm đủ mọi cách để ngược đãi Tấm.
tấm nhận sự thua thiệt của mình chỉ biết khóc sau đấy. Nhưng đồng thời nó cũng cho thấy bản chất lười biếng lừa lọc độc ác của mẹ con Cám và sự hiền lành chăm chỉ của Tấm. Ngoài ra chúng ta có thể đặt ra một số câu hỏi nhỏ, nhưng mà với cái thời lượng 2 tiết thì tôi nghĩ là không thể nào mà đảm bảo được. Do vậy chúng ta có thể đi luôn vào phần 2, Tấm từ khi vào cung vua. Ở đây chúng ta cũng sẽ trình chiếu cho học sinh xem. Phúc đức cho mẹ con tôi được vào hậu về tham gia phúc đức. Đây là ví dụ bộ phim về Tấm Cám, mà trong đó thì tôi trích từ đoạn mà Tấm đã được trở vào, được làm hoàng hậu trong cung vua cho đến hết, tức là khi mà Tấm đã quay lại và chỉnh trị với con Cám. Từ đấy thì chúng ta sẽ yêu cầu học sinh tóm tắt lại mâu thuẫn chính giữa Tấm và mẹ con Cám trong đoạn này. Mâu thuẫn ấy thể hiện qua rất nhiều chi tiết, cụ thể như là việc Tấm trở thành vợ vua nhưng bị mẹ con Cám sát hại, và sau đó thì Tấm hoán thân rất nhiều lần, cuối cùng thì trở lại và trả thù mẹ con Cám. Vậy thì ở trong phần 2 đây là mâu thuẫn gì? Mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác, hay mâu thuẫn gì nhỉ con chồng? Và đáp án chính xác ở đây là mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác. Nó cho thấy mâu thuẫn một mất một còn để giành vị trí xã hội của cái thiện và cái ác. Ở đó, Tấm đại diện cho cái thiện trở nên mạnh mẽ, không hề cam chịu sự tiêu diệt của mẹ con Cám. Vậy thì tóm lại, bản chất mâu thuẫn của chuyện Tấm Cám thì ở hai điểm. Thứ nhất là mâu thuẫn trong gia đình, sự gì ghẻ với cả con chồng. Thứ hai là mâu thuẫn, xung đột thiện ác rất là rộng lớn trong xã hội. Và ở đây, dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng nhất định thiện thắng ác. Và qua đó, chúng ta càng thấy rõ hơn ước mơ của nhân dân về việc ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Thứ hai, ta sẽ giúp học sinh tìm hiểu quá trình biến hóa của Tấm và ý nghĩa. Các thầy cô vẫn chú ý nhé, tất cả những câu hỏi đặt ra ấy, thì bao giờ cũng phải là đi kèm với việc là truyền món quà cho học sinh, và sau khi học sinh trả lời được tốt thì món quà ấy ngay lập tức sẽ được trao cho học sinh nhé. Ở đây tùy điều kiện từng lớp và điều kiện thầy cô, thế nhưng mà chúng ta có thể đưa ra những món quà về mặt tinh thần cũng đã rất tốt. Ví dụ một tràng phọc tay của lớp, một lời chúc, ví dụ như là cộng thêm điểm và điểm kiểm tra miệng, cộng thêm 1-2 điểm đấy, điều đó cũng đã là một món quà động viên các em rất lớn rồi. Còn nếu mà ở quỹ lớp có hoặc thầy cũng có ấy, thì có thể là tặng cho những quà nhỏ nhỏ, ví dụ như là một vài cái kẹo này, có pin pin này, hoặc là những quyển sổ, những món quà tôi nghĩ là rất có ý nghĩa, động viên tinh thần các em rất lớn. Nhất là trong quá trình biến hóa của Tấm này thì thầy cô đã chuẩn bị những món quà có ý nghĩa một chút, bởi vì những câu hỏi liên quan đến phần này tương đối khó, và nếu học sinh đã trả lời được thì chứng tỏ là những năng lực của học sinh thể hiện trong cái việc chuẩn bị bài vô cùng chu đáo. Đặc biệt là câu hỏi cuối này, ý nghĩa của quá trình biến hóa này. Câu hỏi này nếu mà học sinh trả lời được đảm bảo 50% ý mà thầy cô nêu ra thì nên khuyến khích tặng quà luôn, chứ không phải chỉ cần là học sinh trả lời đủ mới tặng quà. Đây là câu hỏi khó nhất. Nếu học sinh nào trả lời được tốt thì món quà cũng sẽ phải là lớn nhất. Rồi, từ đấy thì chúng ta sẽ hướng dẫn học sinh tìm hiểu quá trình biến hóa của Tấm và ý nghĩa. Ở đây thì chúng ta sẽ cho học sinh xem cái bảng này, và sau đó chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng phần. Ở đây quá trình biến hóa bắt đầu từ việc là Tấm bị dì ghẻ hại và bị chết đuối. Ở đó Tấm thể hiện là người hiếu thảo, đã là hoàng hậu nhưng không quên mình giữ cha. Nhưng mẹ còn Cám thì ghen ghét nên đã quyết tâm hại Tấm. Nhưng Tấm không chết, mà Tấm lần lượt biến hóa. Lần biến hóa thứ nhất, hóa thành chim vàng anh. Và việc biến thành chim vàng anh có một ý nghĩa rất lớn. Cụ thể ở đây, để làm rõ được ý nghĩa của việc Tấm biến thành chim vàng anh, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi A. Lý do Tấm biến thành chim vàng anh là vì vua thích chim vàng anh. B. Bởi vì chim vàng anh là loài chim tượng trưng cho vẻ đẹp của Tấm. Đáp án chính xác là đáp án B. Như vậy ở đây, việc hóa thành chim vàng anh càng cho thấy được vẻ đẹp của Tấm. Bộ lông vàng mượt của chim vàng anh tượng trưng cho vẻ đẹp ngoại hình của Tấm. Và tiếng hót trong trẻo của chim vàng anh là tượng trưng cho tâm hồn của nàng. Đặc biệt sau khi biến thành chim vàng anh, Tấm vẫn rất là quan tâm đến nhà vua bằng câu nói: "Thôi áo chồng tao,
quên lao phơi rào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao. Như vậy Chi Vầng Anh đến thể hiện sự quan tâm trong việc đe dọa Tám, và hơn nữa thế Chi Vầng Anh còn đến hót cho vua nghe, thể hiện sự quan tâm đến chồng. Khi mà Chi Vầng Anh bị giết đi thì Tấm lại hóa thành cây xoan đào. Từ đây chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi: em hãy cho biết ý nghĩa của việc Tấm biến thành hai cây xoan đào vươn cao tỏa bóng dâm cho nhà vua móc võng. A. Thể hiện vẻ đẹp của cây xoan đào. B. Thể hiện sự quan tâm của Tấm tới nhà vua. Đáp án chính xác ở đây là cả đáp án là đáp án B. Cây xoan đào là loại cây quý có màu hồng như khu vườn ngự. Hai cây xoan đào vươn cao tỏa bóng dâm thể hiện sự chu đáo, kể cả khi gặp nạn vẫn quan tâm chăm sóc đến nhà vua của Tấm. Nhưng ở đây việc mà Tấm hóa thành cây xoan đào vẫn chỉ là lần biến hóa thứ hai, bởi khi Cám biết chuyện ghen ghét về mất mẹ thì một hôm Cám và mẹ Cám đã sai người chặt cây xoan đào làm thành khung cửa, và đến lần thứ ba Tấm đã hóa thành khung cửa. Hồn Tấm nhập vào khung cửa đã vạch mặt Cám, cọt ca cọt két lấy thanh trùng trị. Chị quét mắt ra. Vậy câu nói này thể hiện thái độ gì của Tấm? A. Tấm bắt đầu biểu hiện sự kiên quyết đấu tranh với mẹ con Cám để bảo vệ bản thân. B. Tấm ghen tuông với Cám. Đáp án chính xác ở đây chính là đáp án A. Như vậy ở đây chúng ta thấy Tấm bằng câu nói đó đã biểu hiện sự kiên quyết đấu tranh khác hẳn với sự thụ động khi trước của mình. Tuy vậy thì mẹ con Cám đã quá sợ hãi nên đã đốt khung cửi và đổ tro ở nơi xa. Tại nơi đó mọc lên một cây thị rất cao lớn, cành lá xung xuê mà đến mùa chỉ đậu có một quả. Đó là quả thị. Vậy từ đây em hãy cho biết ý nghĩa của việc Tấm biến thành cây thị tỏa hương thơm ngát là gì? A. Thể hiện quan niệm dân gian về một nội dung tốt đẹp ẩn tàng sau hình thức thô kệch. B. Vẻ đẹp thơm tho tươi mới của trái thị cũng chính là vẻ đẹp lết la đảm đang của cô Tấm. C, cả A và B. Đáp án chính xác là cả A và B. Từ đó thì chúng ta sẽ kết luận lại về chi tiết quả thị. Chi tiết Tấm ẩn mình trong quả thị thể hiện quan niệm dân gian về một nội dung tốt đẹp ẩn tàng sau hình thức thô kệch, và còn là chi tiết cầu tính thẩm mỹ. Vẻ đẹp thơm tho tươi mới của trái thị chính là vẻ đẹp lết la đảm đang của cô Tấm nữa. Và cuối cùng, trải qua rất nhiều lần biến hóa cuối cùng, Tấm đã trở về kiếp người và được đoàn tụ với nhà vua. Như vậy chúng ta sẽ trở lại ở đây, Tấm đã biến hóa rất nhiều lần. Ở trong những câu chuyện cổ tích thế giới có mô tuyết về gì là con chồng, nhưng họ đã không xây dựng thêm phần biến hóa phức tạp về sau. Như vậy từ đấy thì chúng ta thử suy nghĩ xem tại sao dân gian lại xây dựng thêm chi tiết biến hóa rất phức tạp này. Ý nghĩa của nó là gì? Tốt nhất là khi đến với câu hỏi này thì giáo viên nên hướng dẫn học sinh thảo luận trong khoảng độ tầm 1-2 phút rồi mới trả lời. Và khi tìm hiểu ý nghĩa của quá trình biến hóa này thì giáo viên nên đặt ra câu hỏi cụ thể hơn một chút nữa. Ví dụ câu thứ nhất, các lần hóa thân của Tấm có điểm gì giống và khác nhau? Ở đó học sinh có thể trả lời theo nhiều hướng, nhưng nên đạt được những ý như sau. Thứ nhất, giống là Tấm tuy đã chết nhưng dưới những hình thức khác nhau cô vẫn luôn ở cạnh chăm lo cho nhà vua, bất chấp mẹ con Cám tận diệt cô vẫn trở về dưới những hình thức khác nhau, lúc dạy bảo, lúc đe dọa mẹ con Cám. Và đặc biệt mỗi lần biến hóa Tấm hiện ra với một vẻ đẹp tươi mới. Đặc biệt cô Tấm biến thành quả thị và chui ra từ quả thị là một chi tiết có tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên sự khác nhau thể hiện qua mỗi lần biến hóa thì mẹ con Cám càng ngày càng cay nghiệt độc ác hơn, còn Tấm thì cũng không chịu lui. Tấm thể hiện một sức sống bền bỉ, mỗi lần bị tiêu diệt là mỗi lần vùng dậy với một sức sống mạnh mẽ hơn. Từ đấy thì chúng ta mới đi vào ý nghĩa của quá trình biến hóa. Học sinh có thể trả lời nhiều hướng. Nói xong ở đây theo tôi thì thầy cô đánh giá học sinh trả lời được bằng hai ý. Thứ nhất là nó cho thấy được con người ta ở hiền thì gặp lành,
Đây, tiết chuyện cho thấy được ước mơ một xã hội công bằng, công lý thực hiện. Và đồng thời phải chỉ ra được một yếu tố rất quan trọng nữa, tức là cô tấm hiền lành nhưng có sức sống mãnh liệt, và nó khẳng định sức sống của cái thiện với cái ác. Đặc biệt, cái thiện ở đây mới đầu thì ngây thơ yếu đuối nên được cùng giúp đỡ, nhưng sau đó thì vai trò của bút chấm dứt khi tấm đã thực sự bước vào cuộc đấu tranh giành sự sống, nên nó đã khẳng định muốn chiến thắng con người phải tích cực chủ động giành lấy nó. Học sinh chỉ cần trả lời được 3 ý là đã tốt rồi. Tuy nhiên, giáo viên có thể bổ sung thêm một số ý sau để học sinh mở rộng. Cái này thì tùy vào từng lớp, nếu mà lớp giỏi thì bổ sung thêm ý nhiều hơn. Cụ thể thì chúng ta thấy sự biến hóa nhiều lần cho thấy được khổ ải và thử thách đến với tấm không chỉ một lần mà đã đi lặp lại. Nó cho thấy quan niệm của nhân dân về sự đa khổ đa nạn trong cuộc sống. Đồng thời ở đây chúng ta sẽ thấy được nhân dân lao động có quan niệm rất là thực tế về hạnh phúc khi để cho tấm quay trở lại như cuộc sống chứ không đi sang thế giới bên kia. Đấy, nó khác hoàn toàn với cả chuyện người con gái năm xương mà học sinh đã được học vào lớp 9. Như vậy thì nó thể hiện một quan niệm hạnh phúc không tồn tại ở nơi nào đó xa xôi mà ở ngay cõi đời. Và đồng thời đây chính là nét đặc sắc trong chuyện của cái tấm cám trong việc xây dựng nhân vật tấm. Từ đấy thì chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng, hành động trả thù của tấm. Ở trong nhiều chuyện họ đã bớt phần này đi vì họ cho rằng như thế quá tàn nhẫn, hoặc là một số câu chuyện thì cho rằng là nên kết thúc với cái việc là tấm không trả thù, mà khi mà mẹ con cám đi về đã bị xét đánh, hoặc là sau đó thì quá là bất ngờ, quá sốc nên đã tự chết chẳng hạn. Thế nhưng mà sách giáo khoa 10 thì đưa vào một chi tiết là bao nhiêu năm không đổi, đấy là tấm đã trả thù mẹ con cám bằng hành động rất tàn nhẫn là đổ nước sôi về cám, và sau đó thì để cho mẹ cám còn ăn cả đầu lâu của con. Vậy thì cái chi tiết này chúng ta có thể trưng cầu ý kiến học sinh xem bao nhiêu bạn đồng ý, bao nhiêu bạn không. Nếu mà những bạn không đồng ý thì giáo viên nên có cái định hướng cho học sinh như sau. Thứ nhất là ở đây ấy, nếu mà đánh giá cái hành động này là thích hợp hay không thích hợp, độc ác hay không độc ác ấy, nó có lẽ nó không phù hợp với cái thể loại chuyện này lắm. Bởi vì thực ra tấm ở đây là một nhân vật chức năng thôi, tức là nhân vật ấy không thể tính cách mà nó chỉ như một phát ngôn của nhân dân về các vấn đề. Nhân dân sáng tạo ra tấm để thể hiện quan niệm thiện hay ác thôi. Do vậy thì cái hành động của tấm chính là hành động của nhân dân trừng trị cái ác thay cho những người dân ấy. Và đồng thời nó thể hiện quan niệm khá là đặc biệt của người lao động xưa, đúng không? Người lao động xưa thì rất hiền, nhưng mà hiền trong quan niệm của dân gian là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Hiền không phải nhút nhát khuất phục cho cuộc sống. Đấy là một quan niệm rất phù hợp với thời đại đó. Từ đấy thì chúng ta sẽ đi vào phần 3 năm mã ghi nhớ. Yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa và kèm theo là một số những bài tập luyện tập liên quan đến sách giáo khoa nữa. Đây là hướng dạy bài này của tôi theo hướng là sử dụng phương pháp trò chơi, và đồng thời thì có kết hợp với cả việc là xem các bộ phim nữa. Để tôi hy vọng là thầy cô sẽ có một tiết học được thoải mái, ở đó các em sẽ coi là học không phải quá nặng nề về việc tìm hiểu các kiến thức, mà các em được sinh hoạt trong một cái buổi liên hoan, vừa được xem các clip này, vừa được tham dự cuộc thi, lại được có những phần quà. Chúc các thầy cô tiến hành tiết dạy thành công. Xin chân thành cảm ơn thầy cô.